Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội đã diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Cục Khí tượng và Kiểm soát Lũ lụt Giang Tây cho biết vào hôm thứ Năm rằng, theo thống kê chưa đầy đủ, từ sáng thứ Hai đến thứ Năm, ở Bắc Trung Bộ Giang Tây đã xảy ra sét đánh mạnh và mưa lớn, gây thương vong ở một số khu vực. Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây có 16 người thiệt mạng, trong đó có 14 người do sét đánh, 2 người chết vì sập nhà do mưa lớn ở Giang Tây, 2 người cũng thiệt mạng do sét đánh ở thành phố Nam Xương. Bắt đầu từ chiều tối hôm thứ Hai, ở trung tâm Giang Tây và Bắc Giang Tây xuất hiện quá trình thời tiết đối lưu mạnh kèm theo sấm sét mạnh. Một số khu vực có mưa to cục bộ. Từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều thứ Tư, 78 trạm ở 38 huyện của tỉnh Giang Tây hơn có lượng mưa là 82mm, 14 trạm ở 12 huyện hơn 100mm. Mưa lớn, dông bão và gió mạnh đã gây ra thiệt hại ở nhiều nơi ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây. Trong đó thành phố Thượng Nhiêu là nghiêm trọng nhất. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Thượng Nhiêu cho biết, từ sáng thứ Ba đến thứ Năm, 9 quận huyện của thành phố Thượng Nhiêu đã bị sét đánh, gió mạnh và mưa lớn, với sức gió tối đa đạt cấp 9 giật cấp 10 trở lên. Theo thống kê chưa đầy đủ, 516.700 người bị ảnh hưởng bởi mưa bão ở thành phố Thượng Nhiêu, hơn 5.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, hơn 240.000 mẫu hoa màu bị ảnh hưởng, 342 ngôi nhà bị sập, 3.863 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp thiệt hại do thiên tai là 69,58 triệu NĐT, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 57,36 triệu NĐT. Hiện tại, sấm sét mạnh và mưa lớn ở Trung Bắc Giang Tây vẫn đang tiếp diễn và dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Sáu. Các ban ngành địa phương các cấp ở Giang Tây đã khẩn trương đầu tư cho công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Tại Nam Xương, sấm sét ban ngày cũng như ban đêm, Giang Tây đã phải ban bố cảnh báo sét màu cam. Vào khoảng 14 giờ 50 phút chiều thứ Tư, mây đen bao trùm ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, sấm sét và dông bão. Sau đó mưa lớn đã trút xuống ầm ầm, toàn bộ thành phố ngay lập tức chuyển từ ngày sang đêm. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã khẩn cấp phát tín hiệu cảnh báo sét màu cam. Theo mức độ nghiêm trọng và khẩn cấp của các hiện tượng thời tiết đặc biệt, các tín hiệu cảnh báo sớm về thiên tai khí tượng đột ngột có màu xanh lam, vàng, cam và đỏ, tương ứng thể hiện tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tín hiệu cảnh báo sét màu cam do Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đưa ra cho thấy, từ 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ Tư, sét mạnh xảy ra ở phía đông bắc Nghi Xuân, Giang Tây, Tây Nam Cửu Giang và Nam Xương là những khu vực cần được bảo vệ trọng điểm đối với sét. Theo Cục Khí tượng, miền Nam Trung Quốc đang bước vào thời kỳ khí hậu đối lưu mạnh, một số khu vực sẽ xuất hiện sét đánh mạnh, các địa phương cần chú ý đề phòng thiên tai do sét đánh. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng trong trường hợp có sấm sét mạnh hoặc sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo sớm từ cơ quan khí tượng, các nhân viên có liên quan nên ở trong nhà và đóng cửa ra vào và cửa sổ. Cùng thời điểm, trái ngược với thời tiết ở Giang Tây là mưa bão với dông sét nguy hiểm thì tại tỉnh Thiểm Tây các chuyên gia lại đưa ra lời nhắc nhở chú ý phòng say nắng do thời tiết nhiệt độ cao liên tục ở đây. Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây đã phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư. Dự kiến trong 24 giờ tới, nhiệt độ tối đa ở một số khu vực Quan Trung, Thiểm Tây và một phần phía đông Thiểm Tây sẽ tăng lên trên 37 độ C. Và tuần tới tỉnh Thiểm Tây sẽ có nắng đến nhiều mây và nhiệt độ sẽ còn tăng nhanh. Theo Đài quan sát khí tượng Tây An, nhiệt độ cao nhất ở Tây An đạt 39,8 độ C vào hôm thứ Ba, kỷ lục cao nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Sau vài ngày mưa và thời tiết mát mẻ, người dân Tây An đột nhiên cảm thấy cái nóng như thiêu đốt của mùa hè. Lượng người đi bộ trên đường phố Tây An giảm đáng kể. Nhiều phụ nữ đeo dù che nắng, người đi xe đạp cũng đội mũ và khăn choàng để che nắng và ngăn bức xạ tia cực tím. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây chịu ảnh hưởng của luồng không khí Tây Bắc trước rãnh áp cao Tân Cương. Trong tuần tới toàn tỉnh vẫn sẽ có nắng đến nhiều mây, nhiệt độ sẽ còn tăng nhanh, khả năng xuất hiện thời tiết oi bức tăng cao. Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây nhắc nhở người dân rằng nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao vào buổi chiều khi thời tiết nắng nóng, đặc biệt là người già, người yếu, người bệnh và thanh niên cần chú ý phòng chống say nắng và giải nhiệt. Cán bộ làm việc ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao cần thực hiện tốt công tác phòng chống say nắng. Còn tại tỉnh Hồ Bắc cũng đã bước vào thời kỳ mưa lũ. Các chuyên gia cảnh báo chống sét và lũ lụt trên núi, sự tăng cường của áp cao cận nhiệt đới và sự di chuyển về phía đông của các rãnh trên và dưới đã khiến vành đai mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc di chuyển về phía bắc đến trung lưu sông Dương Tử. Thời kỳ mưa lũ kể từ những ngày cuối tuần trước, Trung tâm Khí hậu khu vực Vũ Hán dự đoán rằng lượng mưa trong thời kỳ này năm nay sẽ cao hơn bình thường từ 10% đến 20%. Mùa mưa là một đặc điểm khí hậu độc đáo của lưu vực sông Giang Hoài, do độ ẩm không khí cao, nhiều ngày mưa và thường xuyên có mưa xối xả trong thời gian này.
mọi người sẽ cảm thấy khó chịu và mọi thứ dễ bị nấm mốc. Vì vậy nó còn được gọi là mưa mốc. Mưa mận ở Hồ Bắc thường xảy ra từ khoảng giữa tháng này đến đầu tháng tới, nhưng do biến đổi khí hậu và các yếu tố khác, thời gian và cường độ của mùa mưa thay đổi hàng năm. Thạch Vạn Trí, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán, dự đoán rằng thứ hai tuần tới sẽ có 4 đợt mưa lớn ở Hồ Bắc, trong đó, từ thứ 5 đến thứ 7 tuần này toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chủ nhật thứ 2 tuần tới toàn tỉnh có mưa to đến rất to. Từ thứ 5 đến thứ 7 tuần sau và từ thứ 7 đến thứ 2 tuần tiếp theo sẽ có hai đợt mưa mới lớn hơn. Cô nói rằng tổng lượng mưa trong quá trình này là 180mm đến trên 300mm ở phía Tây Bắc Hồ Bắc và 250mm đến 550mm ở các khu vực khác. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở, do thời gian gần đây có lượng mưa tập trung cường độ cao và diễn ra trên diện rộng nên các ban ngành liên quan cần đề phòng sét đánh, tai biến địa chất núi lửa, đặc biệt chú trọng tăng cường công tác phòng chống tai biến địa chất núi lửa, lũ lụt ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp, lưu vực sông Thanh Giang và Tây Bắc Hồ Bắc. Kính thưa quý vị khán giả, thời tiết cực đoan ở Trung Quốc sẽ ngày càng thường xuyên hơn. 8 hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp xảy ra trong tháng này tại Trung Quốc như tuyết ở Bắc Kinh vào ngày cuối tháng này. Vào tháng này năm nay, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan đã xảy ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục và các kỷ lục của nhiều yếu tố khí tượng đã bị phá vỡ, giảm thiểu thiên tai. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết, sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan sẽ trở nên thường xuyên hơn và rõ ràng hơn. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế. Tống Liên Xuân giới thiệu rằng 8 hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp đã xảy ra ở Trung Quốc kể từ tháng này. Sông Hoài Hà, lượng mưa chỉ đứng sau năm 1954. Lượng mưa ở lưu vực sông Hoài Hà vào tháng này cao thứ hai trong lịch sử. Và lượng mưa ở toàn lưu vực sông Hoài Hà vào tháng này chỉ thấp hơn một chút so với năm 1954, dẫn đến lũ lụt trên toàn lưu vực ở lưu vực sông Hoài Hà. Các vệ tinh khí tượng theo dõi cho thấy diện tích phân lũ lên tới 119 km². 2. Trùng Khánh, lượng mưa lớn nhất trong 115 năm qua. Hôm thứ Năm, lượng mưa ở một số khu vực của Trùng Khánh đã phá kỷ lục khí tượng, đặc biệt là ở Sa Bình Bá đạt 296,6mm, trận mưa xối xả đã giết chết 75 người. 3. Tế Nam, một trận mưa lớn xảy ra ở Tế Nam vào hôm thứ Sáu và lượng mưa trong một giờ lên tới 151mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong một giờ kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1958. 25 huyện của 9 tỉnh trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng, có 43 người thiệt mạng. 4. Vân Nam, mưa lớn ở Vân Nam gây ra nhiều vụ sạt lở đất và lở đá. Số người chết là 82 người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 900 triệu nhân dân tệ. 5. Ô Lỗ Mộc Tề Tân Cương, lượng mưa cao kỷ lục. Mưa xối xả ở Tân Cương gây ra lũ lụt và lở đất. Lượng mưa ở Ô Lỗ Mộc Tề vào hôm thứ Năm tuần trước đạt 217,4mm, phá vỡ kỷ lục lịch sử, khiến 30 người chết và 3 người mất tích. 6. Giang Nam và Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao và hạn hán trên diện rộng. Miền Nam Trung Quốc trải qua nhiều đợt nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn. Trong tháng này hầu hết các vùng của Nam Trung Quốc có nhiệt độ cao trên 37 độ C trong 15 đến 21 ngày, một số khu vực vượt quá 21 ngày. Số ngày nhiệt độ cao liên tiếp ở Phúc Châu lên tới 32 ngày. Đây là ngày nhiệt độ cao liên tiếp nhất kể từ khi Phúc Châu có hồ sơ khí tượng vào năm 1880. 7. Đông Bắc Trung Quốc, 6,67 triệu người thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán nghiêm trọng cũng xảy ra ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, Hắc Long Giang và phía Đông Nội Mông. Hắc Long Giang và Nội Mông có lượng mưa ít thứ hai trong tháng này hàng năm. Tính đến thứ hai tuần này, dân số bị ảnh hưởng là 6,67 triệu người và diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán đã vượt qua 4 triệu hecta. 8. Mưa xối xả và lốc xoáy khiến 141 người thiệt mạng. Hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông, gió giật mạnh, mưa đá, lốc xoáy xảy ra ở hầu hết các vùng trên cả nước khiến 241 người chết, nhiều nhất trong những năm gần đây. Những hiện tượng cực đoan như năm nay, thứ nhất là do trái đất nóng lên dẫn đến hoàn lưu khí quyển bất thường, thứ hai là liên quan đến hoạt động bất thường của luồng không khí nóng ẩm Tây Nam. Ngoài ra, toàn bộ dị thường áp cao cận nhiệt đới năm nay cũng dịch chuyển về phía Nam, dẫn đến trong các sự kiện cực đoan rất thường xuyên. Tống Liên Thuần tin rằng sự xuất hiện của các sự kiện cực đoan như vậy sẽ trở nên thường xuyên hơn và rõ ràng hơn. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế. Tống Liên Thuần cho biết sau khi trái đất nóng lên, các khu vực có nhiệt độ cao ở Trung Quốc đang mở rộng, đặc biệt là ở những khu vực không xảy ra nhiệt độ cao theo nghĩa truyền thống, chẳng hạn như một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, ví dụ như ở Phúc Châu, nhiệt độ năm nay cao hơn đáng kể. Số ngày nhiệt độ cao liên tục lên tới 32 ngày, phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử, nói là bếp lò cũng không ngoa. 9. Tuyết vào tháng này ở Bắc Kinh. Theo nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh, vào khoảng 18 giờ chiều hôm qua bầu trời thủ đô bất ngờ bị mây đen bao phủ. Ngay khi mọi người cho rằng sắp có một trận mưa như chút nước thì những bông tuyết nhỏ bất ngờ rơi xuống gần đường vành đai 3 phía đông. Trận tuyết rơi chỉ kéo dài khoảng 5 phút. 10. Mùng 1 tháng 4 huyện và thành phố ở Chiết Giang có nhiệt độ cực cao trên 40 độ C vào tháng này. Hôm qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang cho biết,
Vào tháng này năm nay, nhiệt độ tích lũy cao, tổng nhiệt độ trung bình hàng ngày ở Chiết Giang nói chung là 30 năm mới có một lần và ở một số khu vực là 50 đến 70 năm một lần. 26% số quận có nhiệt độ cực đoan hàng tháng cao nhất vượt quá 40 độ C, với quận Thanh Điền ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 41,2 độ C vào hôm thứ Ba tuần thứ Hai trong tháng này. Từ đầu năm nay đến nay, nhiệt độ trung bình ở Chiết Giang là 17,6 độ C, cao hơn cùng kỳ các năm bình thường 1,8 độ C, cao nhất kể từ năm 1951. Diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng do nắng nóng và hạn hán trên toàn quốc là 214 triệu hecta. Tính đến ngày hôm qua, có 214 triệu hecta đất canh tác bị hạn hán, tăng gần 30 triệu hecta so với cùng kỳ nhiều năm, trong đó hạn nặng là 57,24 triệu hecta và khô hạn là 21 triệu hecta. 7,53 triệu người và 5,08 triệu đàn gia súc lớn bị ảnh hưởng bởi hạn hán, khó khăn tạm thời về nước sinh hoạt. Trong số các khu vực bị hạn hán, Giang Tây, Hắc Long Giang, Hồ Nam, Nội Mông, Cát Lâm và Quảng Tây là những khu vực bị hạn hán nghiêm trọng nhất, và các khu vực bị hạn hán của Giang Tây, Hắc Long Giang và Hồ Nam lần lượt vượt quá mùng 1 tháng 3 diện tích đất canh tác của tỉnh, vượt quá mùng 1 tháng 3 diện tích đất canh tác của tỉnh, vượt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân, nguyên tư lệnh binh chủng pháo binh, một trong những người tham gia chỉ huy chỉ đạo pháo binh Việt Nam trong suốt 10 năm trên biên giới để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đã chia sẻ về những kỷ niệm không thể nào quên. Tháng 2 năm 1979, nhà cầm quyền Trung Quốc nhấn tượng huy động 60 vạn quân cùng nhiều xe tăng, thiết giáp, pháo binh ồ ạt tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, sẽ nhanh chóng giành được thắng lợi. Thế nhưng họ đã nhầm, mặc dù tương quan lực lượng rất bất lợi vì đối phương quá đông, nhưng Việt Nam chỉ với công an vũ trang, bộ đội địa phương và một số đơn vị chủ lực của các quân khu biên giới đã kiên cường giáng trả quân xâm lược, gây cho chúng thiệt hại lớn cả về người lẫn vũ khí, trang bị. Quân đoàn 1, lực lượng dự bị chiến lược của ta lúc bấy giờ chưa cần xung trận, vẫn chiếm giữ các vị trí hiểm yếu xung quanh Hà Nội, Hà Nam Ninh. Trước sự anh dũng kiên cường của quân và dân ta, 60 vạn quân Trung Quốc đã phải rút chạy khi mà quân chủ lực tinh nhuệ của Việt Nam chỉ mới hội quân, chuẩn bị chiến dịch phản công quy mô lớn, đánh trận quyết định, làm sụp đổ hoàn toàn âm mưu xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, đúng lúc đó đối phương tuyên bố rút quân. Chúng ta có quyền tự hào rằng trong chiến tranh biên giới phía Bắc, quân và dân ta đã thể hiện ý chí quật cường, không gì khuất phục nổi của dân tộc Việt Nam. Tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, quyết không để mất bất kỳ mét đất nào của Tổ quốc. Ngay từ những năm 1978, trước tình hình căng thẳng ở biên giới Tây Nam, khi quân Pol Pot dưới sự hà hơi tiếp sức của Trung Quốc liên tiếp gây hấn, các cấp chiến lược của ta đã dự báo tình hình rất chuẩn xác rằng Trung Quốc có thể sẽ động binh tấn công Việt Nam ở biên giới phía Bắc. Vì thế, pháo binh ta đã tiến hành trinh sát kỹ, xây dựng mạng lưới tọa độ, dấu mốc để sẵn sàng tác chiến nếu như nhà cầm quyền Bắc Kinh liều lĩnh đưa quân đội xâm lược Việt Nam. Nhờ vậy, tới năm 1979 và những năm tiếp theo sau đó, khi chiến đấu với quân đội Trung Quốc, pháo binh Việt Nam rất định đạt, chủ động trong mọi tình huống. Thực tế cho thấy, pháo binh đã phát huy được sức mạnh hỏa lực, trực tiếp đánh địch và chi viện hiệu quả, đắc lực cho các lực lượng ta chiến đấu trên biên giới. Ông nhớ lại, khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, khi đó Liên Xô vừa viện trợ pháo phản lực BM-21Z rất hiện đại và uy lực, đồng thời cũng cử chuyên gia sang trực tiếp huấn luyện cho bộ đội ta sử dụng. Để chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn, Trung đoàn 204 đơn vị được trang bị loại pháo phản lực BM-21 này được lệnh lên biên giới, sẵn sàng dội báo thép vào đầu kẻ thù. Lúc bấy giờ, một nửa biên chế của Trung đoàn 204 với 24 xe hỏa lực, mỗi xe gồm 40 ống phóng, chưa kể còn tiếp thêm nhiều đạn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh là khai hỏa. Các bạn có thể hình dung là 960 quả đạn phản lực chỉ trong vòng vài chục giây, cùng lúc trục xuống mục tiêu thì kẻ địch sẽ phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp đến như thế nào. Đó là chưa kể hàng trăm khẩu pháo khác cũng đã sẵn sàng, chắc chắn quân xâm lược sẽ thực sự phải hứng chịu đòn tập kích hỏa lực sấm sét chưa từng có của Việt Nam. Ông trầm ngâm, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại.
khi họ đã rút, quân ta cũng không cần thiết phải đuổi cùng giết tận để gây thêm đổ máu, hận thù, thể hiện lòng hiếu sinh từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Mặc dù quân Trung Quốc xâm lược đã gây không biết bao nhiêu tội ác đối với nhân dân ta, mặc dù pháo phản lực BM-21Z sở hữu các tính năng kỹ chiến thuật cực mạnh, tuy nhiên trong chiến tranh hiện đại, chúng ta đang dần mất đi ưu thế cho các loại vũ khí tấn công sử dụng công nghệ cao. Vì vậy, yêu cầu nâng cấp hiện đại hóa tổ hợp pháo phản lực này trong quân đội ta đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhằm giúp BM-21Z có thể đáp ứng các yêu cầu tác chiến mới trong môi trường chiến tranh hiện đại. Tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 vừa qua, quân đội ta đã giới thiệu với công chúng BM-21Z đầy uy lực này. Chúng đã được nâng cấp và hiện đại hóa bằng những công nghệ có sẵn trong nước, mang đến một sức mạnh mới. Việc nâng cao uy lực chiến đấu và khả năng cơ động cũng như độ chính xác cao cho một tổ hợp pháo phản lực sử dụng đạn rocket không điều khiển được xem là bài toán khó đối với nhóm nghiên cứu cải tiến hiện đại BM-21 thuộc Viện Cơ giới Quân sự. Thế nhưng, nhờ vào việc ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ cao và trong thiết kế và chế tạo các phần tử chiến đấu mới cho BM-21Z, tổ hợp pháo phản lực này sau khi cải tiến đã đạt được nhiều bước đột phá về tính năng, kỹ chiến thuật so với bản gốc. Nếu như trước đây việc thao tác lấy phần tử bắn trên BM-21Z được thực hiện thủ công, thì sau quá trình cải tiến này được tự động hóa hoàn toàn bằng máy tính trên cabin xe hoặc điều khiển từ xa bằng máy tính di động dạng vali xách tay. Sau khi có kết quả điều khiển tính toán lấy phần tử bắn, hệ thống sẽ tự động điều khiển cụm tầng hướng đưa giàn phóng về vị trí bắn. Để phù hợp với định hướng tự động hóa, nhóm nghiên cứu cũng đã sửa đổi một số chi tiết trên xe phóng của BMR-21 so với nguyên bản. Trong đó, hộp điều khiển trung tâm là bộ phận tích hợp nhiều công nghệ, giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa khả năng của thiết bị, từ đó tăng khả năng tác chiến của khí tài. Cùng với việc tự động hóa, biết tính toán phần tử bắn và điều khiển hỏa lực, nhóm tác giả cũng đã tích hợp hệ thống thông tin liên lạc mới cho các xe phóng BM-21Z, đảm bảo tính bí mật quân sự, tăng khả năng chống nhiễu và chất lượng thông tin ở cự ly lên đến 40 km, đảm bảo tác chiến trong mọi loại địa hình, thời tiết ngày và đêm. Từ khâu thiết kế, chế tạo, xây dựng phần mềm cho tới khối điều khiển nâng cấp cho BM-21Z đều do nhóm nghiên cứu của Viện Cơ giới Quân sự chủ động nghiên cứu và thực hiện. Các thành phần chiến đấu mới của tổ hợp đều đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất do binh chủng pháo binh đề ra. Những tính năng vượt trội của pháo phản lực BM-21 sau khi cải tiến, một là có thể tự triển khai và lấy phần tử bắn nhanh và chính xác thông qua hệ thống điều khiển tự động trong xe phóng hoặc vali điều khiển từ xa. Hai là thời gian triển khai nhanh và thu hồi được rút ngắn từ 14 phút xuống 2,5 phút, hạn chế tối đa khả năng bị đối phương phản pháo. Kíp pháo thủ theo mỗi tổ hợp cũng được rút gọn. Ba là khả năng tự điều chỉnh lấy lại tham số và giữ thăng bằng cho pháo sau loạt bắn, từ đó đảm bảo độ chính xác cho từng phát bắn, dù tốc độ bắn của tổ hợp là cực nhanh. 4. Tổ hợp được trang bị hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến mới, giúp cho việc trao đổi thông tin dữ liệu và mục tiêu cũng như tiếp nhận chỉ thị từ trung tâm chỉ huy trở nên dễ dàng với độ bảo mật cao. Thành công của đề tài cải tiến hiện đại hóa pháo phản lực BM-21Z đã tạo tiền đề quan trọng để Viện Cơ giới Quân sự tiếp tục hoàn thiện các dự án nâng cấp, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có trong quân đội ta. Cũng tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, các phi công Su-30 MK2 không quân Việt Nam đã có buổi biểu diễn tuyệt vời, bay biên đội 4 chiếc với 2 chiếc cơ động phức tạp, với màn thảm mồi bẫy nhiệt cực đẹp, góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện. Đây cũng là lần đầu tiên Su-30 MK2 chính thức bay biểu diễn. Có được thành công này là nhờ sự khổ luyện của các phi công không quân Việt Nam. Họ đã thực sự làm chủ hoàn toàn hồ mang chúa trong cả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lẫn các nhiệm vụ khác. Được biết mới đây, những phi công thử nghiệm hàng đầu của tập đoàn Sukhoi, trong đó có Sergei Bodan, anh hùng Liên bang Nga, đã sang Thọ Xuân và Biên Hòa trực tiếp huấn luyện bay đề cao cho các phi công mũi nhọn của không quân Việt Nam nhằm nâng cao kỹ thuật lái và ứng dụng chiến đấu. Sau này họ chính là những giáo viên bay truyền thụ lại những kinh nghiệm và bài hay mà các thầy Nga đã dạy cho lớp phi công trẻ. Trước đó, máy bay vận tải hạng nặng AN-124-100 Gulan
đã vận chuyển 2 chiếc tiêm kích đa năng Su-30 MK2 có số khung 88520 và 88521 sang bàn giao cho Không quân Việt Nam. Đây là hai chiến đấu cơ cuối cùng nằm trong khuôn khổ hợp đồng mua sắm 12 chiếc máy bay loại này được ký kết giữa Việt Nam và Liên bang Nga từ tháng 8 năm 2013 với giá trị ước tính nằm trong khoảng từ 450 đến 600 triệu đô la. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Không quân Việt Nam đang có trong biên chế tổng cộng 36 chiếc Su-30 MK2, 4 chiếc đầu tiên nhận vào năm 2004 và 8 chiếc tiếp theo trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2011 và 12 chiếc sơ rần ri xanh lá tiếp nhận cho năm 2010 thuộc đợt thứ 3. Ngoài việc vươn lên trở thành quốc gia có phi đội tiêm kích hạng nặng đông đảo nhất khu vực Đông Nam Á với 47 chiếc Ranger, bao gồm 11 chiếc Su-27SK cùng với 36 chiếc Su-30 MK2, Việt Nam còn chính thức trở thành nước đang vận hành nhiều Su-30 MK2 nhất thế giới. Cụ thể, Không quân Venezuela đã mua 24 chiếc Su-30 MK2, Không quân Indonesia là 5 chiếc, 8 chiếc khác thì đang phục vụ trong Không quân Uganda. Trong khi đó, Không quân Trung Quốc PLA, lực lượng đứng đầu châu Á và thứ hai thế giới, mặc dù sở hữu 100 máy bay Su-30 nhưng cũng chỉ có 24 chiếc đột biến thể MK2. Sau sự cố kỹ thuật chiếc Su-30 MK2 số hiệu ta rơi, hiện nay Không quân Việt Nam còn tổng cộng 35 hổ mang chúa, chia đều cho 3 trung đoàn gồm 923, 927, 935. Trong đó, Trung đoàn 923 có tên gọi truyền thống là Đoàn Không quân Yên Thế, đóng tại căn cứ sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, duyên hải Bắc Trung Bộ. Trung đoàn 927 có tên gọi truyền thống là Đoàn Không quân Lam Sơn, đóng quân tại căn cứ sân bay kép của tỉnh Bắc Giang, có nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Riêng Trung đoàn 935 có tên gọi truyền thống là Đoàn Không quân Biên Hòa, đóng tại căn cứ sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với nhiệm vụ bảo vệ vùng trời phía Nam và chi viện cho biển đảo, mà trọng tâm là bảo vệ quần đảo Trường Sa. Đồng thời, đơn vị này cũng là cái nôi đào tạo phi công Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam. Hầu hết các phi công trẻ vừa tốt nghiệp trường sĩ quan không quân trên máy bay huấn luyện phản lực L-39 và tới đây là thêm cả Yak-130 cũng đều được đào tạo trên máy bay tiêm kích Su-30 MK2 tại đây. Mặc dù cả hai trung đoàn 923 và 927 đều đóng quân tại những sân bay ở miền Bắc, nhưng khi cần theo nhiệm vụ, các đơn vị này sẵn sàng cơ động đánh địch trên khắp cả nước. Tương tự, trung đoàn 935 cũng vậy, hoàn toàn có thể cơ động ra Bắc bất kỳ lúc nào. Căn cứ sân bay Thọ Xuân của trung đoàn 923 có đường băng chính dài 3.200m, rộng 50m với kết cấu bê tông xi măng có chiều dài trung bình 36cm. Về tĩnh không có thể cất hạ cánh theo cả hai chiều, sân bay có hệ thống đường lăn với kích thước dài 3.200m, rộng 25m, nằm song song với đường băng chính. Căn cứ sân bay kép có đường băng chính dài 2.400m, rộng 50m, kết cấu bê tông xi măng. Đường lăn chính dài 2.400m, rộng 20m, nằm song song với đường cất hạ cánh. Còn căn cứ sân bay Biên Hòa có hai đường băng chính song song với nhau và cùng kích thước dài 3.050m, rộng 45m. Bên cạnh đó là một đường lăn chính có cùng chiều dài. Có bao giờ các bạn tự hỏi sau 1.000 năm Bắc thuộc mà Việt Nam vẫn là Việt Nam? Việt Nam không trở thành một phần của Trung Quốc, không trở thành một quận của Trung Quốc, không trở thành một tỉnh của Trung Quốc như mưu đồ của người phương Bắc. Thưa các bạn, đừng nói 1.000 năm, chỉ vài trăm năm thôi trên thế giới đã có những dân tộc bị xóa sổ. Chỉ vài trăm năm thôi trên thế giới đã có những dân tộc bị đồng hóa. Chỉ vài trăm năm thôi trên thế giới đã có những dân tộc mà phải trở thành một phần của những dân tộc đến xâm lược mình. Vậy mà không phải là vài trăm năm, sau cả 1.000 năm, ông cha chúng ta vẫn giữ được tiếng nói, vẫn giữ được chủ quyền, vẫn giữ được quyền lãnh thổ của người Việt Nam. Chúng ta tự hào là một nước nhỏ nhưng đã ngoan cường chống lại, không bị người Hán đồng hóa, sáp nhập vào lãnh thổ của họ. Dù có lúc suốt 1.000 năm chúng ta đã bị họ đô hộ, nhưng ở phía Trung Quốc thì họ nhìn nhận như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị tham khảo một bài viết đăng trên mạng của Trung Quốc mới đây. Bài viết đấy có tựa đề là Việt Nam, đất nước khiến Trung Quốc đau đầu nghìn năm. Nội dung bài viết này như sau. Việt Nam trong hơn 1.000 năm quy thuộc sự thống trị của Trung Quốc, điều này mọi người đều biết rõ. Kỳ thực trong này có sự hiểu lầm. Nước Việt Nam ngày nay trong lịch sử là 3 khu vực riêng biệt, có sự khác biệt về văn hóa dân tộc rất lớn. Cụ thể, vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Nam Bộ, vùng Trung Bộ tức là một dải từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và từ Thanh Hóa trở ra Bắc là Bắc Bộ, lấy đồng bằng sông Hồng làm trung tâm.
trong đó bộ phận chịu sự thống trị của Trung Quốc chỉ là Bắc Bộ và Trung Bộ mà thôi. Nhà Tần là người đầu tiên thống trị khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ Việt Nam. Năm 214 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng bình định lĩnh Nam, lại đất tộc Bách Việt tập trung, lập ra ba quận là Quế Lâm, Nam Hải và Tượng. Trong đó, quận Tượng bao gồm vùng Đông Nam Quảng Tây và Bắc Bộ, vùng Trung Bộ Việt Nam ngày nay. Tần Thủy Hoàng qua đời, các căn cứ thủ lĩnh quận Nam Hải và Triệu Đà thừa cơ tự lập làm vương, lập ra Nam Việt Quốc. Tuy Nam Việt Quốc là do người Trung Hoa lập ra, những người Việt Nam vẫn cho là triều đại của họ, cho nên lần thống trị này họ gọi là thời kỳ Tiền Bắc thuộc. Năm 111 trước Công Nguyên, Hán Vũ Đế bắt đầu lại sự nghiệp thống nhất tiêu diệt Nam Việt Quốc, đem đất này chia thành 9 quận là Nam Hải, Thương Ngô, Quất Lâm, Hợp Phố, Cửu Chân, Nhật Nam, Chu Diên, Giao Chỉ, Đam Nhĩ. Trong đó Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam phần lớn ngày nay nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Phía cực Nam là quận Nhật Nam mà Tượng Lân là huyện thành cực Nam của nhà Tây Hán. Huyện Tượng Lân do nằm ở sâu trong vùng Man Di, Lâm Ấp nên nhà Hán thống trị nó cũng không ổn định. Sau vì chị em bà Trưng giấy loạn mà kết thúc. Cho nên thời kỳ thống trị này người Việt Nam gọi là lần Bắc thuộc thứ nhất. Năm 43 sau Công Nguyên, tướng Mã Viện của Đông Hán cầm quân sang đánh chị em họ Trưng, khôi phục sự thống trị của nhà Hán với ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Năm 194, vì khu quỳ là công tào của huyện Tượng Lân, công tào tức là một chức quan, giết huyện lệnh Tượng Lân lập ra nước Lâm Ấp, tách ra độc lập với nhà Hán. Sau đó, quận Nhật Nam trở thành nơi tranh đoạt giữa triều đình Trung Quốc với nước Lâm Ấp. Cho đến thời kỳ tiêu tề của Nam Bắc Triều, tức là năm 479, quận Nhật Nam bị triệt phế hoàn toàn, trở thành đất nước của Lâm Ấp. Cuối thời kỳ Nam Bắc Triều, biên giới phía Nam của Nam Triều co thêm về phía Bắc một bước nữa. Sau đó, Giao Châu nổ ra khởi nghĩa, thủ lĩnh khởi nghĩa là Lý Bôn hay còn gọi là Lý Bí xưng đế. Người Việt Nam gọi đây là thời kỳ kết thúc lần Bắc thuộc thứ hai. Năm 605, Tùy Dương Đế phát binh tiêu diệt nước Lâm Ấp, khiến cương vực Trung Quốc một lần nữa tiếp cận cửa sông Mekong, xếp đặt thành ba châu là Đãng Châu, Nông Châu và Sung Châu, gồm 12 huyện. Đến năm 607 đổi tên thành ba quận là Tỷ Cảnh, Hải Âm và Lâm Ấp. Đây là thời kỳ thứ hai vương triều Trung Quốc vươn xa nhất về phía Nam, ở vĩ tuyến 12 độ Bắc. Sau đó, vua Lâm Ấp trục hồi đất cũ, ba quận thực tế không nằm trong khống chế của nhà Tùy. Sau nhà Tùy, nhà Đường duy trì thế lực tại A Nam Đô Hộ Phủ. Đến cuối nhà Đường, sau khi Cao Biển lấy lại Giao Chỉ từ tay quân Nam Chiếu, tâu về triều Đường, đặt ra Tĩnh Hải tiết độ sứ, dùng tiết độ sứ kiêm nhiệm An Nam Đô Hộ. Sau khi triều Đường diệt vong, phiên trấn ly khai hỗn chiến, năm 930, Tĩnh Hải tiết độ sứ sắp nhập vào Nam Hán. Năm 938, Nam Hán thất bại trong chiến tranh với quân nổi dậy, nên Bắc và Trung Bộ Việt Nam từ đó độc lập. Người Việt Nam gọi thời kỳ này là lần Bắc thuộc thứ ba. Năm 1400, triều Trần Việt Nam bị họ Hồ xoán vị, bề tôi lưu lạc đến nhà Minh, tố cáo cha con họ Hồ giết vua, cướp ngôi, hãm hại trung thần, yêu cầu Minh Chiếu xuất binh bắt kẻ gian đó, trừ hết gian hung, phục vị con cháu họ Trần. Năm 1406, Chu Đệ phái quân Minh xuống Nam, không lâu sau bình định được nhà Hồ, sau đó nhà Minh vì là con cháu nhà Trần bị họ Hồ giết cùng đuổi tận, vô khả kế thừa nên thiết trí ở Bắc và Trung Bộ. Việt Nam Giao Chỉ thừa tuyên bố chính sứ ti trực tiếp quản lý. Thời gian Giao Chỉ thuộc triều Minh khởi nghĩa loạn lạc không ngừng, cho đến Minh Uyên Tông hạ lệnh rút binh khỏi Giao Chỉ để họ độc lập kiến quốc. Vì vậy, triều đại nhà Lê ra đời. Lần thống trị này người Việt Nam gọi là lần Bắc thuộc thứ tư. Giữa triều Lê, chính trị hỗn loạn, quyền thần Mạc Đăng Dung nhân cơ hội nắm giữ triều chính đã lập ra triều Mạc. Nhưng vì Mạc Đăng Dung không thu được nhân tâm, hoàng thất triều Lê lại từ Nam Trung Bộ xây dựng chính quyền đối kháng với triều Mạc,
với sự giúp đỡ mạnh mẽ của họ Trịnh, triều Lê phục hồi nhanh chóng, triều Mạc dần dần lụi bại. Mạc Đăng Dung cùng mấy chục đại thần đến Nam Quan nộp đất xin quy thuộc với quan nhà Minh. Vua Gia Tĩnh giáng An Nam Quốc, tức là Lê triều thành An Nam Đô, thống sứ Ti, từ thuộc quốc giáng thành thuộc địa. Cải 13 đạo thành 13 tuyên phủ Ti, lại cho họ Mạc làm An Nam Đô thống sứ hàng nhị phẩm thế tập, 3 năm một lần triều cống. Trên danh nghĩa Bắc Bộ, Việt Nam lại nhập vào bản đồ Trung Quốc. Mạc Đăng Dung đối với việc này không vừa ý. Đối với Minh Triều tự xưng đô thống sứ, nhưng đối nội thì liên tục xưng đế. Khi Minh Triều bị diệt vong, triều Mạc cũng nhanh chóng bị diệt. Lịch sử Việt Nam cơ bản là một lịch sử đấu tranh với Trung Quốc. Ban đầu là một bộ phận của Trung Quốc, sau đó không ngừng khiêu chiến quyền uy của các vương triều Trung Nguyên mưu cầu độc lập. Nhưng bên cạnh cái trõng, há dễ để người khác ngủ. Trung Quốc dần dần tiêu hủy mộng tưởng độc lập kiến quốc của họ. Nhưng họ giống như con bọ ngựa, càng đánh lòng tin càng kiên định, khiến Trung Quốc đau đầu nghìn năm có lẻ. Nhưng vì điều kiện giao thông bất tiện thời cổ, điều kiện ác nghiệt của Việt Nam, các vương triều Trung Quốc lực bất tòng tâm, chỉ có thể lặng nhìn họ từng bước đi đến độc lập. Các bạn thân mến, trên đây là bài viết đăng trên trang mạng của Trung Quốc. Các nội dung trong này là những dữ kiện lịch sử mà chúng ta đều đã được học trong sách giáo khoa lịch sử. Nhưng góc nhìn các dữ kiện đó là từ phía người Trung Quốc. Các quan điểm trong này cũng là cách nhìn của họ. Chia sẻ bài viết này, chúng tôi muốn để chúng ta thấy rõ cách nghĩ, cách nhìn của người Trung Quốc. Đó là họ luôn được giáo dục để coi nước ta là một vùng đất từng thuộc kiểm soát của họ. Và ý chí của họ luôn luôn muốn đưa chúng ta trở lại thành quận, huyện. Điều đó có thể thấy rõ trong câu kết lại của bài viết. Tác giả này nói rằng, vì đường xá, thời cổ không thuận tiện và điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam nên các vương triều Trung Quốc lực bất tòng tâm. Đây chỉ là một bài viết của một cư dân mạng, cho nên nó cho thấy tư tưởng bành trướng là tư tưởng được giáo dục phổ thông ở Trung Quốc từ cổ đến nay, và nó đã nhiễm vào máu của họ. Với tư tưởng nền móng Trung Quốc là trung tâm, các triều đại Trung Hoa đã tiến hành xâm chiếm để mở rộng lãnh thổ. Nhà Tần là triều đại đầu tiên đặt nền móng khởi màn cho chủ nghĩa bành trướng và mở rộng lãnh thổ Trung Hoa khi tấn công các dân tộc Bách Việt, Triều Tiên và Hùng Nô. Từ đó, các triều đại về sau như nhà Hán, nhà Đường, nhà Nguyên, nhà Thanh và đến tận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều theo đuổi việc bành trướng lãnh thổ. Ở cạnh những người như vậy, chúng ta phải không được phút nào lơ là cảnh giác. Mỗi ngày, báo Trung Quốc đều có những bài viết về Việt Nam chúng ta. Vừa qua thì trên trang mạng Baidu của Trung Quốc đã cho đăng tải bài viết về tình hình các nước xung quanh khu vực, trong đó có Việt Nam. Báo Trung Quốc đã đặc biệt nhấn mạnh đến thái độ của Indonesia khi cho rằng nước này đã nối gót Việt Nam ngả vào vòng tay Hoa Kỳ. Báo Trung Quốc đánh giá hành vi này là quá nguy hiểm. Washington đã có thêm đồng minh đắc lực. Báo Trung Quốc viết như sau. Sau khi thoát khỏi dịch SARS-CoV-2, nhiều quốc gia đang dần thoát khỏi vũng lầy này để tìm kiếm sự phát triển tốt hơn cho quốc gia của mình. Quốc gia này là Indonesia ở Đông Nam Á, là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới và là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, có thành tích vượt trội trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ. Là một quốc gia điển hình cần dựa vào tài nguyên biển để tồn tại, để tìm kiếm vị thế riêng và tiếng nói quốc tế cao hơn. Indonesia cũng đã bắt đầu đi theo con đường cũ của Việt Nam và tỏ ra ưu ái Hoa Kỳ. Đối với Hoa Kỳ, việc Indonesia đầu hàng có thể mang lại nhiều đảm bảo hơn cho việc thực hiện chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của nước này. Do đó, hai bên vui vẻ đạt được ý định hợp tác. Tham vọng của Indonesia đã dần được phơi bày. Có nguồn tin cho rằng Indonesia đã công khai kế hoạch đưa tàu chiến vào sử dụng, với hy vọng
hình thành một lực lượng tác chiến hiện đại. Thông qua động thái này, ý tưởng của Indonesia có vẻ đơn giản, nhưng nếu Indonesia cuối cùng đạt được một loạt các đột phá, có thể cuối cùng gây ra những phản ứng dây chuyền ở các nước Đông Nam Á và gây căng thẳng ở một số khu vực. Nhiều người có thể nghĩ rằng nếu Indonesia muốn trở nên mạnh mẽ thì không cần phải dựa vào Hoa Kỳ. Indonesia chỉ là mơ mộng Hoa Kỳ, luôn tập trung vào lợi ích của chính mình. Một khi lợi ích của Indonesia xung đột với Hoa Kỳ có thể từ bỏ đồng minh bất cứ lúc nào và Indonesia có thể lúng túng vào thời điểm đó. Và dù thời điểm nào thì việc dựa vào sự phát triển của một nước giàu mạnh không phải là giải pháp lâu dài. Chỉ khi sức mạnh của chính mình thực sự được tăng cường mới là cách làm hiệu quả và khả thi nhất. Trước đó, báo Trung Quốc cũng đã cho đăng tải một bài viết với chủ đề Không phải Việt Nam, quốc gia láng giềng với 280.000 binh lính tinh nhuệ đã phơi bày tham vọng và công khai ủng hộ Ấn Độ. Sau khi bài viết này đăng tải, nó đã thu hút đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia bình luận. Báo Trung Quốc đã viết, ngay cả khi nền công nghiệp quân sự trong nước yếu kém và chỉ có thể dựa vào nhập khẩu để đáp ứng nguồn cung vũ khí trang bị, Ấn Độ vẫn luôn tự tin khẳng định chính mình là có đủ điều kiện để trở thành cường quốc thế giới và để hiện thực giấc mơ trở thành hiện thực. Từ năm 2020, Ấn Độ đã tùy ý đóng quân ở biên giới. Ngoài ra, sau khi trở thành đồng minh mới của Hoa Kỳ và được sự ủng hộ của 5 quốc gia thường trực, thì nước này đã thường xuyên phát động các hoạt động quân sự, nhưng điều khiến cho Ấn Độ thất vọng là họ đã không cải thiện được vị thế quốc tế của mình, mà ngược lại họ đã gây ra rất nhiều kẻ thù trong quá trình này. Không thể phủ nhận rằng những nỗ lực to lớn của Ấn Độ dù đã mang lại nhiều người bạn cho họ, một trong số đó là Việt Nam, một quốc gia hiếu chiến. Lý do khiến nước này giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ là hy vọng sẽ tăng cường sức mạnh quân sự trên biển thông qua hợp tác mua bán vũ khí để chiếm một vị trí trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Có thông tin trước đó cho rằng Việt Nam đã nói với Ấn Độ họ muốn mua tên lửa siêu thanh BrahMos mà nước này gọi là sát thủ hàng không mẫu hạng. Bạn biết đấy, mặc dù Việt Nam thường chào đón cả hai bên nhưng không có mối đe dọa nào. Trên thực tế thì sức mạnh quân sự đất nước này không hề yếu chút nào. Quy mô của quân đội Việt Nam đã vượt xa 500.000 người. Ngoài ra, Nga khi chưa nhận được bộ mặt thật của Việt Nam thì họ cũng đã mua một số lượng lớn máy bay chiến đấu Su-27 do Nga sản xuất, thậm chí mua một số lượng lớn vũ khí tối tân từ Hoa Kỳ. Có vẻ như một khi Việt Nam và Ấn Độ đã đạt được hợp tác, hai quốc gia đầy tham vọng nhất định sẽ gây tiếng vang lớn và khi đó khu vực châu Á có khả năng rơi vào tình thế nguy hiểm. Ngoài Việt Nam, Ấn Độ còn muốn nhận được sự ủng hộ công khai của một số quốc gia có tham vọng đến mức muốn ngang hàng với Hoa Kỳ, đó là Nhật Bản, quốc gia có 280.000 quân tinh nhuệ sát cạnh bên với chúng ta, tức Trung Quốc. Các chuyên gia đã hơn một lần đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về mức độ nguy hiểm của Nhật Bản. So với tham vọng hóa sói của Việt Nam, Nhật Bản thậm chí còn mạnh hơn. Rốt cuộc, sự phát triển quân sự của đất nước hiện đang diễn biến mạnh mẽ hoặc có thể trở thành đối thủ lớn nhất của Mỹ trong tương lai. Bạn biết đấy, trước đó Nhật Bản đã viện trợ 6 tàu chiến cho Việt Nam, thậm chí hai bên còn tiến hành các cuộc tập trận chung. Lý do không gì khác hơn là liên kết vì lợi ích. Nhật Bản cũng có thể mở rộng ảnh hưởng trong quan hệ hợp tác với Ấn Độ và Ấn Độ có thể thu được một số lượng lớn thiết bị tiên tiến từ nước này. Để nâng cao sức mạnh quân sự, nếu hai nước gia tăng hợp tác, điều đó không chỉ là mối đe dọa quan trọng đối với tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn gây ra rắc rối lớn cho Hoa Kỳ. Có thể thấy trước rằng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phong tỏa họ trong tương lai gần đây. Tóm lại, giữa các quốc gia không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Tôi hy vọng rằng Ấn Độ có thể sớm nhận thức ra thực tế và phát triển tầm thường, nếu không nước này có thể trở thành bia đỡ đạn cho các cường quốc. Các bạn thân mến, có thể thấy rằng báo chí Trung Quốc đang điên cuồng ca khịa mọi quốc gia láng giềng với nước này trong khu vực. Tất nhiên, Việt Nam chúng ta không nằm ngoài cái kết đó. Từ Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, báo Trung Quốc đều quy chụp là những quốc gia gây bất ổn ở khu vực. Thêm vào đó, Hoa Kỳ tiến hành cổ suý bơm đều thế này, thế khác. Những bài viết như thế này đã thu hút đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia bình luận. Người có nickname Tusen đã viết, nước nào chẳng muốn trở thành cường quốc, cho nên thế giới bây giờ là thế giới toàn những nước hùng mạnh, nhưng không ai dám hành động hấp tấp. Nước yếu hơn sẽ biến thành chiến trường. Người đọc có nickname Bố Già đã viết, điều kiện bên ngoài của Ấn Độ là có nhiều bạn bè và bên trong nước này có nhiều người trẻ. Tiềm năng phát triển của nước này là khôn lường. Vượt qua Hoa Kỳ là vấn đề thời gian, nickname 8291 đã viết,
Việt Nam mạnh nhưng không có vũ khí hay công nghiệp quân sự quy mô lớn. Nhật Bản có khả năng sản xuất công nghiệp quân sự hoàn hảo và tiên tiến. Còn nickname tiểu bang cũng cùng ý kiến, ngay cả tiêu đề bài đăng này cũng không có giá trị chứ đừng nói đến nội dung. Người đăng có nickname Lee Ju-hao thì đã viết rằng, ở góc độ quân sự hiện đại, chúng ta có thể đánh thắng Việt Nam và Nhật Bản. Còn người đọc có nickname Thỏ Kiwi đã viết, theo biên tập viên này, việc hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ gây ra những rắc rối lớn cho Hoa Kỳ. Đất nước Việt Nam nhỏ bé không phải là điều đáng lo ngại. Chỉ cần không liên minh thì một đất nước dù đến từ đâu cũng không phải là một vấn đề đối với chúng ta. Các bạn thân mến, đó là một trong số rất nhiều bình luận của cư dân mạng Trung Quốc trong bài viết đã được đăng tải trên trang By The House. Bài viết mới này nói về sự phát triển của quân đội Việt Nam, nó đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng nước này. Sau đây, kênh sẽ dịch lại nội dung bài viết cùng với những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc để cho các bạn hiểu rõ hơn. Báo Trung Quốc viết, như chúng ta đã biết, Nga và Việt Nam có quan hệ hợp tác quân sự thường xuyên. Việt Nam cũng đã nhiều lần mua vũ khí trang bị tiên tiến của Nga. Hiện tại, vũ khí Nga đang trở thành xương sống của quân đội Việt Nam. Trong tương lai, rất có thể sẽ tiếp tục mua sắm các thiết bị mới. Đánh giá về sức mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, các chuyên gia của Nga thậm chí còn khẳng định Việt Nam sẽ trở thành Ấn Độ tiếp theo và là nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga. Việt Nam từng là nhà nhập khẩu vũ khí chính của Nga trong lịch sử và các vũ khí trang bị nước này mua ở một mức độ nhất định đều phải trải qua các cuộc thử nghiệm thực tế. Bây giờ Việt Nam đã từ bỏ tâm lý phát triển quân sự rầm rộ, chuyển sang xây dựng kinh tế, phấn đấu trở thành cường quốc kinh tế. Tuy nhiên, việc phát triển sức mạnh quân sự Việt Nam vẫn phải tập trung vào việc mua sắm nhỏ lẻ, thiếu trang bị sáng giá. Việt Nam bây giờ có tiền trong tay, đương nhiên mua vũ khí, thiết bị cũng không có giá mềm. Hiện Việt Nam muốn nhập khẩu 12 chiếc Su-30 MKK từ Nga. Trước đó, Việt Nam cũng đã đưa và trang bị 12 chiếc Su-30 và 6 tàu ngầm Kilo. Trị giá số trang bị này lên tới 2,3 tỷ đô. Nga vẫn rất hài lòng với cách hành xử theo kiểu bạo chúa địa phương của Việt Nam. Người Nga hiện đang ở vị thế quốc tế vô cùng lúng túng do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện nay. Một ngày nào đó, vinh quang của nước Nga được tạo dựng dưới thời Putin dường như đã bị lộ. Niềm tin của đất nước được hỗ trợ bởi giá dầu cao trong quá khứ đã bị rò rỉ, nó đã biến mất từ lâu. Hiện tại, điều duy nhất có thể nâng cao uy tín đất nước là sử dụng vũ khí để kiếm một ít tiền. Do đó, Nga chỉ có thể nỗ lực để bán vũ khí trên khắp thế giới. Sự xuất hiện của Việt Nam vào lúc này là vừa phải. Do khả năng sao chép vũ khí của Trung Quốc là quá mạnh, nên bây giờ Nga không muốn bán vũ khí và thiết bị trực tiếp cho Trung Quốc. Họ sẵn sàng gửi những vũ khí thiết bị này cho các nước nhỏ có năng lực khoa học công nghệ tương đối yếu như Ấn Độ, Việt Nam và Venezuela. Hiện tại, quân đội Việt Nam có tới 140 máy bay chiến đấu dòng MiG, 53 máy bay chiến đấu Sukhoi. Giờ đây, các máy bay chiến đấu Su-30 và Su-27 tạo thành năng lực tác chiến nòng cốt tuyệt đối của không quân Việt Nam để chiếm ưu thế trên không trong hơn 1.500 km, bao phủ hầu hết các khu vực. Mục đích và phương hướng khả năng tác chiến không đối biển là rất rõ ràng. Với sự ra đời của Su-30 MKK lần này, điều này sẽ nâng số lượng máy bay thế hệ thứ 3 tiên tiến trong không quân Việt Nam lên 29 chiếc, tăng cường hơn nữa khả năng kiểm soát đường không và hải quân tầm xa của không quân Việt Nam. 6 tàu ngầm Kilo mua trước đó đều là những tàu ngầm tiên tiến về trọng tải, hệ thống vũ khí, khả năng phát hiện và khả năng tàng hình. 6 tàu ngầm này không chỉ bù đắp sự thiếu hụt của lực lượng tàu ngầm Việt Nam và sự thiếu hụt về khả năng tác chiến dưới nước, mà còn nâng cao khả năng tác chiến toàn diện của Hải quân Việt Nam, tạo ra mối đe dọa nhất định đối với tàu nổi và tàu ngầm của các nước khác. Trước sự phát triển không ngừng của Việt Nam trong những năm qua, một mặt chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng sức mạnh dân tộc toàn diện. Xét cho cùng, sức mạnh dân tộc toàn diện là chuẩn mực cơ bản cho mọi hoạt động của cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng là nguyên tắc cơ bản trong giao dịch giữa nhà nước. Việt Nam với tư cách là một quốc gia toàn diện với sức mạnh quốc gia yếu hơn, hiện nay chỉ có thể áp dụng lập trường phòng thủ. Và việc mua vũ khí quy mô lớn của Nga chỉ có thể cho thấy rằng Việt Nam muốn giảm bớt hoặc thậm chí bù lấp khoảng cách quyền lực giữa mình và cường quốc phương Bắc thông qua sức mạnh bên ngoài. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết mà báo Trung Quốc đánh giá về năng lực quân đội Việt Nam. Nhìn chung, tác giả không đánh giá quá cao Việt Nam về quân sự khi so sánh với Trung Quốc. Bên dưới bài viết này có rất nhiều bình luận. Một người cho rằng Việt Nam cứ kiếm tiền của Trung Quốc rồi dùng tiền mua vũ khí chống lại Trung Quốc, nhất là ở Biển Đông, liên tục giành giật lãnh thổ Trung Quốc.
về thương mại với Việt Nam, hãy cố gắng tránh hợp tác bằng những gì có thể và chuyển sang hợp tác với các nước khác, đặc biệt là các nước thân thiện với Trung Quốc. Tiếp theo, một người đọc có nickname Cherry Đỏ M8Z thì viết rằng, chỉ cần Trung Quốc tiếp tục phát triển theo suy nghĩ của mình thì chúng ta không có gì phải lo lắng về một nước nhỏ như Việt Nam sẽ phát triển như thế nào. Xét cho cùng thì lãnh thổ cũng nhỏ, quân sự không có gì phát triển, nhưng với Ấn Độ chúng ta nên cảnh giác hơn. Vì họ có dân số tương đương với chúng ta và họ cũng có vũ khí hạt nhân. Mặc dù Ấn Độ là một đất nước kỳ quặc, thích khoe khoang nhưng họ có quyền khoe khoang. Việt Nam không nên là một nguyên nhân đáng lo ngại và nên cẩn thận với Ấn Độ. Đây là ý kiến đơn giản của riêng tôi. Nếu nó không đúng, bạn không cần phải chấp nhận nó. Tiếp theo, một người đọc có nickname là Spotlot đã viết rằng tiền mua vũ khí của Việt Nam đến từ việc xâm lược và chiếm đóng các mỏ dầu ở Biển Đông. Vấn đề Biển Đông, vấn đề Đài Loan và vấn đề biên giới Trung Ấn không thể chậm trễ giải quyết vấn đề. Bạn đang phát triển và người khác cũng không dừng lại. Một cư dân mạng có kiến thức hạn hẹp về luật biển quốc tế đã nhận xét về vấn đề này. Nickname tôi cũng đã đến đánh giá. Đánh lại Việt Nam không thể đơn thuần đánh một trận mà phải phối hợp cả trên bộ, trên biển, trên không để chia cắt Việt Nam trong một đòn đánh. Chia cắt hoàn toàn Việt Nam trả lại cho Campuchia, phía nam sông Mekong và lấy lại châu thổ sông Hồng của Trung Quốc. Phần còn lại được chia thành hai quốc gia Giao Chỉ và Champa. Một người đọc có tầm hiểu biết lịch sử ngang lớp 1 đã bình luận về vấn đề Việt Nam. Người đọc có nickname Sautobai 4Q5XO đã viết: các biện pháp trừng phạt kinh tế phải bắt đầu ngay từ bây giờ, thực hiện một cách vô hình. Nickname Zhao Janjan thì viết, Trung Quốc nên cắt hết viện trợ kinh tế cho Việt Nam và ngừng thương mại để ngăn chặn tốc độ phát triển của nước này. Một người đọc có nickname Janju đã viết, Việt Nam là một quốc gia có thể mua vũ khí khắp nơi. Mua vũ khí của Nga luôn tốt hơn mua vũ khí của các nước phương Tây như Mỹ. Trung Quốc cũng có những loại vũ khí tương tự, cũng giống như Ấn Độ, mua vũ khí của Nga tốt hơn Mỹ, Pháp và Israel. Ít nhất là Nga là đồng minh của Trung Quốc. Người đọc có nickname Wang Susha thì nhận xét, Biển Đông cần sự ổn định. Muốn chiếm lại các đảo bãi đá ngầm mà Việt Nam đã chiếm đóng thì chúng ta phải chờ đợi một cái cớ để gây chiến bằng những sai lầm của Việt Nam. Nickname Yusa thì cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc vốn là một gia đình từ xa xưa, cùng nhau phát triển trong hòa bình. Người đọc có nickname Sông Lớn thì nhận xét, đối với các quốc gia có tranh chấp về chủ quyền, các bạn còn nói đến cái gọi là tình hữu nghị hay sao? Các bạn thân mến, sau khi xem xong video này thì chắc mọi người cũng đã rõ về suy nghĩ của người Trung Quốc về Việt Nam, đặc biệt là trong việc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Với cách giáo dục lịch sử và ngăn chặn sự tìm kiếm các thông tin quốc tế bên ngoài đã khiến cho rất nhiều người Trung Quốc nghĩ rằng Biển Đông là của họ và Việt Nam với giá tầm lớn lao đã chiếm đóng trái phép hoàn toàn Biển Đông. Có lẽ người Trung Quốc chưa từng đọc qua luật biển quốc tế năm 1982 hoặc họ không hiểu luật biển là gì. Và có lẽ nhiều người còn nghĩ rằng trên đời này có bộ luật biển hay sao? Và nếu cho dù họ có đọc thì cũng đã bị chỉnh sửa chứ làm gì có văn bản gốc mà tham khảo. Cho nên những người Trung Quốc như thế này mới nghĩ rằng Biển Đông đã bị Việt Nam chiếm đóng mà không hề biết rằng Trung Quốc đã chiếm đóng từ tay Việt Nam. Nhìn chung dưới con mắt của người Trung Quốc, họ tỏ ra thái độ coi thường Việt Nam, nhưng trong đó lại có sự lo lắng khi Việt Nam ngày càng phát triển và tìm mọi cách để ngăn chặn đà phát triển của nước ta. Nếu ai đó nói với tôi rằng chỉ có chính phủ Trung Quốc mới hiếu chiến, mới tham lam, cướp đất, cướp lãnh thổ của nước láng giềng khác, còn người dân họ thì không, có lẽ các bạn sẽ cần phải xem lại vấn đề này. Video này không phải là để gây ra hiềm khích giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Chúng chỉ muốn cho người Việt Nam thấy rõ bộ mặt của những người thiếu hiểu biết ở Trung Quốc mà thôi. Tất nhiên họ có hơn 1 tỷ người thì cũng luôn có những người như vậy và cũng có những người mong muốn Việt Nam và Trung Quốc chung sống hòa bình. Nhưng trước tiên muốn chung sống hòa bình thì Hoàng Sa, Trường Sa phải thuộc về Việt Nam cái đã. Việt Nam chỉ sống theo luật biển quốc tế. Tất nhiên chúng ta không cần nền hòa bình giả tạo mà phải đánh đổi bằng lãnh thổ tổ quốc. Cái chúng ta cần bây giờ là làm việc, tăng cường kinh tế, tăng cường quốc phòng an ninh. Mọi người hãy chăm chỉ lên, đừng lười nhác, đừng để Việt Nam bị bỏ lại phía sau. Dân tộc ta kiên cường và bất khuất, tất nhiên không thể cho đối thủ vượt mặt được. Có thể thấy, trong vài năm qua, Mỹ và Trung Quốc liên tục tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông bằng các cuộc tập trận phô trương thanh thế. Còn các nước trong khu vực cũng thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ hơn trước sự gây hấn của Trung Quốc. Trong số những quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam luôn là đối thủ cứng đầu nhất và có nhiều cuộc xung đột nhất với Bắc Kinh.
Đứng ở vị thế là một cường quốc lớn, chắc hẳn Bắc Kinh rất cay sống mũi và rất khó chấp nhận. Chả thế mà vừa qua, trên trang tìm kiếm Baidu của Trung Quốc đã cho đăng tải một bài viết về tình hình Biển Đông với nội dung cho rằng Việt Nam đang có hành động nguy hiểm hơn cả Hoa Kỳ. Báo Trung Quốc đã viết như sau: Ngày nay, Biển Đông đã trở thành chiến trường chính trong các hành động khiêu khích của nhiều quốc gia trên thế giới. Các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, đã nhiều lần điều tàu chiến vào Biển Đông, cố gắng ở lại vùng biển dưới chiêu bài tự do hàng hải, chỉ đơn giản là thách thức nước ta, tức là Trung Quốc đến bước đường cùng. Trong mắt không còn coi Trung Quốc ra gì, coi Biển Đông như sân sau của chính mình. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã cử một lượng lớn lực lượng quân sự đột nhập vào Biển Đông, chưa kể còn khuyến khích các đồng minh hình thành vòng vây Trung Quốc trong vùng biển này. Tôi nghĩ hành động như vậy đã đủ táo bạo, nhưng ai có thể ngờ rằng sẽ có một quốc gia táo bạo và thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Hoa Kỳ. Theo một báo cáo gần đây trên một trang web liên quan của Hoa Kỳ, báo cáo về việc Việt Nam tăng cường phòng thủ quần đảo Nam Sa, cách Trung Quốc gọi là đảo Trường Sa của Việt Nam, do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á phát hành cho thấy. Trong vài năm qua, Việt Nam tiếp tục xây dựng một số lượng lớn quân sự trên đảo Nam Sa bị chiếm đóng trái phép và triển khai nhiều loại vũ khí tiên tiến, bao gồm cả hệ thống phòng thủ, bệ phóng tên lửa và các thiết bị khác, cũng như 3 loại vị trí đặt súng bằng bê tông do nước này xây dựng trên một số đảo đá ngầm lớn hơn. Bài báo Trung Quốc đã viết, có thể thấy rằng Việt Nam hiện đang nỗ lực nâng cao khả năng phòng thủ đối với các đảo, bãi đá ngầm, chiếm đóng trái phép, đồng thời cũng đang tăng cường khả năng tấn công các cơ sở liên quan của Trung Quốc. Biển Đông của Tổ quốc tôi luôn là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của nước ta. Vấn đề Biển Đông thì chủ quyền nước ta luôn rõ ràng. Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi Biển Đông và các vùng biển xung quanh. Mặc dù Biển Đông giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng các sản phẩm từ biển như thủy sản cũng rất lớn. Điều này đã thu hút các quốc gia láng giềng khác thèm muốn vùng biển này. Nhưng dù sao, rất lâu từ trước khi phát hiện ra mỏ dầu và các nguồn tài nguyên khác ở Biển Đông, vùng biển này thuộc về Trung Quốc. Nay Việt Nam ngang nhiên bỏ qua vấn đề quyền sở hữu Biển Đông và chiếm đoạt nó một cách vô nguyên tắc. Việt Nam đã chiếm đóng trái phép 29 đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Trên mỗi đảo và bãi đá bị chiếm đóng, xây dựng các cơ sở quân sự, pháo binh, tên lửa và các loại vũ khí khác vốn đã rất phổ biến. Tuy nhiên, dường như Việt Nam vẫn chưa biết hài lòng. Trên các đảo, bãi đá ngầm này đã bắt đầu xây dựng các sân bay lớn để có thể cất hạ cánh những tiêm kích như Su-30. Nếu tin tức này là sự thật, điều đó cũng có nghĩa là máy bay chiến đấu Su-30 có khả năng được triển khai ra tiền tuyến. Hiện nay, tình hình quốc tế đang căng thẳng, Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây liên tục gây rối ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, hàng loạt các hành động nguy hiểm của Việt Nam là rất đáng để chúng ta cảnh giác. Báo Trung Quốc nhận xét, một phần không loại trừ khả năng Việt Nam bị nghi chọn phe giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mặt khác cũng cho thấy Việt Nam có khả năng nguy hiểm hơn cả Hoa Kỳ. Đánh giá về hành động xâm lược và chiếm đóng quần đảo Nam Sa của nước ta một cách ngạo mạn và vô lương tâm của Việt Nam, khó có thể đảm bảo rằng nguy cơ chiến tranh thế giới thứ nhất trước mắt sẽ không xuất hiện ở Việt Nam. So với Việt Nam, Mỹ tuy khiêu khích nhưng vẫn ngại vào lãnh thổ nội thủy của nước tôi. Vậy nước ta không thể dồn hết sức chú ý vào các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu mà phải luôn đề cao cảnh giác với Việt Nam. Nếu nước này làm gì thì nước ta cũng phải phản công càng sớm càng tốt. Trung Quốc không gây sự nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Nếu muốn vĩnh viễn chiếm lãnh thổ nước ta, số phận của nó tuyệt đối là bi thảm. Dừng lại ở đó, trang mạng Baidu của Trung Quốc còn cho đăng tải một thông tin từ báo Hoa Kỳ về việc cải tạo các đảo đá ở Trường Sa của Việt Nam. Báo Trung Quốc đã viết, theo báo cáo từ tờ Different News của Hoa Kỳ trên trang web chính thức của nước này, Việt Nam đã xây dựng một số cơ sở phòng thủ ven biển, cũng như một số bunker quân sự, tháp tín hiệu và một số tòa nhà hành chính. Rõ ràng, Việt Nam đang đơn phương thay đổi hiện trạng và các hành động mới đang được thực hiện thường xuyên ở các đảo và đá ngầm ở Biển Đông. Theo báo cáo của AMTI Hoa Kỳ công bố, Việt Nam đã thiết lập các tiền đồn của mình trên quần đảo Nam Sa. Không chỉ có vậy, Việt Nam còn tiếp tục mở rộng diện tích đất liền bằng cách khai hoang từ biển, từ đó mở rộng diện tích bồi đắp vốn có ở các đảo, bãi đá ngầm, đồng thời triển khai một số lượng lớn các cơ sở quân sự trên đó. Việt Nam muốn gì?
họ không lo lắng động thái này sẽ gây lo lắng cho nhiều quốc gia láng giềng. Trên thực tế, Việt Nam hiểu rõ tất cả những điều này, nhưng vẫn đang tiến hành quân sự hóa các hoạt động xâm chiếm, chiếm đóng các đảo, bãi đá ngầm theo cách riêng của mình. Việt Nam luôn thân phương Tây và đang cố gắng hòa nhập vào trật tự thế giới do Hoa Kỳ thống trị. Thật tiếc khi Hoa Kỳ cũng đã tin chắc vào chân lý, những người không cùng chủng tộc với chúng ta thì lòng dạ sẽ khác. Vì vậy, bề ngoài tỏ ra thân thiết với Việt Nam nhưng thực chất vẫn là phòng thủ hơn. Cùng với thực tế là Hoa Kỳ có một đối tác chiến lược quan trọng ở châu Á, đó là Nhật Bản. Việt Nam chưa bao giờ có thể trở thành một quốc gia phụ thuộc nhiều nhất của Hoa Kỳ ở châu Á. Tuy nhiên, Việt Nam không nản lòng, trong khi hàn gắn quan hệ với nước ta thì còn đang tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác thương mại với các nước như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Ấn Độ. Đồng thời, Việt Nam cũng đang nhân đôi giá trị theo cách của mình. Phương pháp này là xây dựng tiền đồn quân sự của Việt Nam trên các đảo, bãi đá ngầm bị xâm chiếm, đồng thời mở rộng các căn cứ đảo và bãi đá ngầm thông qua việc cải tạo đất liền. Trên thực tế, thâm tâm của Việt Nam rất dễ đoán, đó là họ muốn biến mình trở thành một quốc gia có giá trị chiến lược hơn ở Biển Đông, khi Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược quay trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và khi đó giá trị của Việt Nam ở Biển Đông đương nhiên sẽ trở nên nổi bật. Đến lúc đó, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia mà Hoa Kỳ dựa vào và vị thế của nó thậm chí có thể sánh ngang với Nhật Bản. Việt Nam luôn hy vọng có thể sử dụng sức mạnh châu Âu và Hoa Kỳ để tăng tốc sự phát triển của chính mình. Nhưng đồng thời, cách tiếp cận của Việt Nam đang thực sự lôi kéo bầy sói vào một phòng. Một khi Hoa Kỳ can thiệp vào các vấn đề Biển Đông, nó có thể gây ra tác động tiêu cực đến các nước trên Biển Đông. Vì vậy, đối với kế hoạch hôm nay, chúng ta nên bắt đầu từ chính mình và tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng hải quân của chúng ta, đồng thời tăng cường phòng thủ trên Biển Đông, báo Trung Quốc kết luận. Thưa các bạn, trên đây là hai nội dung mà bài báo Trung Quốc đăng tải về tình hình Biển Đông hiện tại. Tuy rằng Trung Quốc đang cố tỏ ra là bên bị hại và Việt Nam đang là kẻ xâm phạm lãnh thổ, quân sự ở Biển Đông dẫn sói Hoa Kỳ, châu Âu vào nhà, nhưng Việt Nam chúng ta đang vui vì kinh tế phát triển, an cư lạc nghiệp, dịch Covid được khống chế tốt nên chúng ta không muốn nói gì. Kệ báo Trung Quốc có nói cái quái gì thì Việt Nam cũng không thể bình luận. Việc của ta thì ta cứ làm âm thầm, lặng lẽ, không ồn ào. Và ta cũng chẳng thèm chấp những bài viết tới từ các nhà báo thiếu thông tin quốc tế, thiếu sự đa chiều và chỉ sống trong cái giỏ tri thức đại hán gì gì đó. Và các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao chính phủ Việt Nam không hành động gì khi Trung Quốc đang ngày càng lộng hành ở Biển Đông. Chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt nhưng không nói cho các bạn biết mà thôi. Ồn ào quá đâu có để làm gì. Chúng ta hãy cứ bình tĩnh, tự tin không cái cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau. Và tất nhiên chúng ta không chọn phe Trung Quốc hay Hoa Kỳ như báo Trung Quốc đã nói. Việt Nam là một nước độc lập tự chủ, chúng ta kết bạn, chúng ta sống, làm việc với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nước nào chơi tốt với Việt Nam chơi tốt lại, không bao giờ chọn phe này để chống lại phe kia. Báo Trung Quốc nên nhớ như vậy. Và cuối cùng, Hoàng Sa Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam. Cho dù Trung Quốc có ngụy biện, bịa ra trăm ngàn lý do gì đi chăng nữa, thì thế giới vẫn luôn thừa nhận Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời có quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Mọi hành vi phương hại đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển của mình đều vô giá trị, không được công nhận và Việt Nam kiên quyết phản đối.